Nhiều người hay có thói quen ăn tối muộn, ăn đêm hay nhậu nhẹt đến tối muộn rồi về đi ngủ ngay. Tuy việc này rất thoải mái để giải stress, nhưng nó chứa rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Theo tờ New York Times, số người bị trào ngược axit dạ dày đang ngày một tăng lên trong thập kỷ vừa qua. Và nguyên nhân hàng đầu gây lên chứng bệnh này là do việc ăn tối muộn, một thói quen nhiều người mắc phải do công việc và cuộc sống bận rộn. Nếu không bỏ được thói quen ăn tối sau 20 giờ hoặc 3 tiếng trước khi ngủ, bạn sẽ gặp phải 4 tác hại này. 1. Gây trào ngược axit dạ dày. Đây là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên của dịch dạ dày lên thực quản. Chứng bệnh này có thể do sinh lý hoặc do bệnh lý. Nếu không chữa kịp thời sẽ gây suy dinh dưỡng, viêm thực quản và một số biến chứng hô hấp khác, thậm chí là tử vong. Các triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm ở hơi, ở chua, buồn nôn hay cảm giác nóng rát ở tim. Theo nhiều thống kê, số người mắc chứng bệnh này ngày một tăng lên và hầu hết đều do ăn tối quá muộn. Vì vậy, hãy cố gắng ăn sớm nhất có thể để bảo vệ sức khỏe. 2. Gây béo phì. Nhiều cuộc thực nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng nguyên nhân của nhiều bệnh mãn tính đa số đều xuất phát từ việc ăn tối muộn. Một trong số đó là bệnh béo phì. Bởi vì so với ban ngày, hoạt động của cơ thể vào ban đêm sẽ giảm dần. Lúc này nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn rồi gây nên sự tích tụ chất béo cho thành bụng. Thế nên, nếu muốn có 3 vòng săn chắc, cân đối thì chị em phải bỏ thói quen ăn khuya ngay lập tức. 3. Gây ra các bệnh về dạ dày. Một vài nghiên cứu đã công bố rằng dạ dày của chúng ta chưa hoạt động tốt trong khoảng thời gian trước 20 giờ mà thôi. Sau lúc này, cơ thể sẽ thay thế và tạo mới niêm mạc dạ dày để hỗ trợ cho việc tiêu hóa. Nếu bạn ăn tối muộn thường xuyên, dạ dày không chỉ làm việc quá giờ mà còn khiến niêm mạc bị lão hóa do không được thay mới. Khi tình trạng này cứ kéo dài liên tục, các bệnh về dạ dày như viêm dạ dày hay loét đường tiêu hóa sẽ xuất hiện và gây hại đến sức khỏe. Những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày mãn tính thì cần phải cẩn trọng hơn. 4. Ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nếu ăn quá nhiều dầu mỡ vào buổi tối, dạ dày sẽ mất thêm thời gian để tiêu hóa. Ngay lúc này, các cơ quan khác như ruột, gan, túi mật, tuyến tụy sẽ gửi tín hiệu lên não, làm não hoạt động khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ, từ đó làm bạn mất ngủ trầm trọng. Ngoài ra, các thực phẩm như đậu, bắp cải, bắp hay hành tây sẽ tạo ra nhiều khí hơn cho quá trình tiêu hóa, làm cho bụng cồn cào khó chịu và cản trở quá trình ngủ. Việc ăn tối quá muộn thực sự gây hại rất nhiều đến sức khỏe của bạn, và nếu không sửa đổi sớm thì bạn sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng về sau. Vì thế, hãy thay đổi thói quen ăn tối muộn càng sớm càng tốt nhé. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ, giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng, đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh, mua dễ.